Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm logo để vẽ ra ba cái vòng tròn đỏ giống như hình mà các bạn đang nhìn thấy. Thì cái hình này nó nằm ở trong cái bài cuối cùng sách bài tập của sách hướng dẫn tin học lớp 5 về chủ đề logo. Các bạn có thể mở sách ra các bạn xem thêm. Đầu tiên bây giờ mình sẽ khởi động cái phần mềm logo lên trước đã. Ở đây mình sẽ bấm chỗ này nè, mình phóng to cái màn hình này để cho nó to lên. Trước khi vẽ thì đầu tiên các bạn cần phải phân tích được cái hình trước đã, thì các bạn vẽ nó mới chính xác được. Nếu như các bạn nhìn tổng thể cái hình này, các bạn sẽ thấy đầu tiên mình sẽ vẽ cái hình màu đỏ trước, sau đó mình sẽ vẽ màu xanh và sau đó mình sẽ vẽ màu vàng. Bởi vì các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy cái hình màu đỏ là nó nằm ở bên dưới cùng. Đó, cái hình màu xanh này nó chồng lên cái hình màu đỏ và cái hình màu vàng này thì nó chồng lên cái hình màu xanh. Như vậy mình sẽ vẽ cái hình màu đỏ này trước. Và mình sẽ bắt đầu như thế nào? Các bạn sẽ thấy cái hình màu đỏ này nói riêng và cả ba cái hình này nói chung, thì cái hình màu đỏ này nó sẽ tập hợp gồm nhiều cái đường tròn gộp lại. Như vậy mình sẽ vẽ một cái đường tròn đầu tiên trước đã. Mình sẽ vẽ một cái đường tròn đầu tiên đó. Mình sẽ vẽ một cái đường tròn bất kỳ này nè. Đó, đây một cái đường tròn như thế này đây của cái màu đỏ. Thì bây giờ mình sẽ quay qua phần mềm logo. Trước khi vẽ thì mình sẽ thiết lập cái độ dày cho cái nét vẽ trước đã. Mình sẽ vào set pen size chỗ này và mình chọn cái độ dày cỡ này đi cho các bạn dễ nhìn. Mình bấm OK. Và để vẽ hình tròn thì mình sẽ dùng cái lệnh là FG1 đi thẳng một bước, RT là quay qua phải một, là quay qua phải một độ, và sau đó mình cho tất cả cái này nó vào vòng lặp repeat 360 lần, mình 360 mình cách khoảng cái rồi mình bấm enter. Như vậy là các bạn đã vẽ được một cái đường tròn đầu tiên. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái hữu tục này đi cho nó, là nguyên cái này mình gom nó vào cái hữu tục, mình gọi cái hữu tục đó gọi là hữu tục tròn đi cho nó gọn gàng để các bạn đỡ phải nhập những cái luận về sau. Thì bây giờ mình sẽ CS mình xóa đi. Mình sẽ bấm vào đây để mình giữ lại cái lệnh này và mình bôi đen chỗ này nè. Mục đích của mình bôi đen là mình để mình lít chuột phải, mình chọn copy. Đó, mình copy cái này. Sau đó mình xóa đi. Và mình tạo cái hữu tục. Thì mình bấm vào edit. Mình tạo cái hữu tục của cái đường tròn mà mình mới vẽ. Mình edit, mình cách khoảng một cái, mở ngoặc kép. Giả sử mình đặt tên cho cái hữu tục này là tròn. Thì mình bấm là tròn. Đó các bạn nhớ nha. Edit, cách một khoảng trắng, mở ngoặc kép một cái thôi, tròn. Và các bạn bấm enter. Thì nó sẽ mở ra cái tab. Cái mục editor này thì mình bấm vào cái chỗ cuối này nè, hoặc là trên chữ N cũng được, các bạn bấm vào enter để cho nó xuống một hàng. Sau đó mình lít vào cái chỗ chính giữa này nè, rồi mình paste nó, thì các bạn dán nó vào, dán cái chỗ hồi nãy mình copy ấy, thì các bạn bấm vào chữ edit paste, nó sẽ dán vào. Rồi các bạn bấm file save and exit. Thì cái thao tác này chẳng qua là mình tạo một cái hữu tục tròn để mình bấm cho nhanh thôi. Hay gì mình nhập nguyên cái dòng lệnh này thì bây giờ mình chỉ cần nhập vào tròn. Đó, bạn bấm enter là các bạn sẽ vẽ vẽ được cái hình, cái đường tròn đầu tiên rất nhanh bằng một cái câu lệnh là tròn thôi. Các bạn nếu mà quên về cái phần mà tạo cái hữu tục á, thì các bạn có thể xem lại những cái bài trước. Ở đây là cái bài tổng hợp nên mình sẽ nói không có ôn lại kỹ lại nữa. Các bạn chịu khó xem lại những cái bài trước nếu như các bạn quên. Như vậy mình đã tạo được một cái hình tròn đầu tiên rồi. Bây giờ mình sẽ quay qua cái hình mình phân tích tiếp. Thì các bạn sẽ thấy đầu tiên đây là một cái hình tròn đầu tiên, nhưng mà các bạn để ý kỹ các bạn sẽ thấy nếu như mình đặt cái con rùa chỗ này nè, đầu tiên con rùa nó sẽ xuất phát chỗ này, thì con rùa nó sẽ nhấc cái bút lên để nó đi hẳn lên tới đây, nó vẽ một cái đường tròn. Đó, bây giờ mình nói nôm na như vậy đi, mình sẽ CS đi. Con rùa nó sẽ bắt đầu bằng vị trí chỗ này, nó sẽ đi hẳn lên đây và nó vẽ một cái đường tròn. Nhưng nếu như các bạn dùng cái lệnh là FG100 là đi hẳn 100 bước, sau đó các bạn vẽ đường tròn. Đó, mình bấm chữ tròn thôi. Thì nó sẽ thấy được một cái đường vẽ chỗ này. Đó, các bạn thấy nếu như thì nó sẽ không đúng với trong sách. Mục đích của mình là đi hẳn lên 100 bước và mình vẽ một cái đường tròn, sau đó mình đi lui lại 100 bước và mình quay qua bao nhiêu độ đó để mình lặp lại hết cái quá trình này. Nhưng nếu như các bạn để là FG100 và sau đó nhập lại cái hữu tục tròn để vẽ đường tròn ở trên thì nó sẽ thấy được cái đường mình như thế này. Chính vì vậy nên mình sẽ xóa đi, mình làm lại, mình sẽ dùng cái lệnh gọi là BU là nhấc con rùa lên.
Sau đó các bạn đi thẳng 100 bước. F giờ cách khoảng 100. Rồi các bạn mới vẽ đường tròn. Đó. Thì các bạn sẽ thấy nó như thế này. Các bạn sẽ thấy nó không không vẽ được đúng không? Mình sẽ CS đi. Bởi vì khi các bạn bấm BU như thế này nè. Các bạn bấm F giờ, các bạn đi thẳng 100 bước và các bạn vẽ đường tròn. Mà các bạn tới đây các bạn không hạ con rùa xuống thì nó sẽ không có vẽ được hình tròn. Thì khi đó các bạn phải dùng lệnh là BU đi thẳng 100 bước rồi sau đó hạ con rùa xuống để cho nó vẽ là lệnh B giờ. Đó. Rồi các bạn mới vẽ tròn thì mình bấm Enter. Đó. Thì các bạn thấy có nghĩa là con rùa đang ở vị trí này, nó nhấc cây bút lên để nó đừng có tạo ra một cái đường vẽ. Sau đó nó lên tới đây nó hạ con cây bút xuống và nó vẽ lại cái đường tròn chỗ này. Rồi, sau đó thì mình sẽ BK 100 bước. Thì các bạn thấy khi nó BK như vậy nó sẽ xuất hiện ra lại cái đường vẽ chỗ này. Thì mình sẽ CS đi, mình đây là mình làm chậm từng bước cho các bạn xem nha. Mình sẽ dùng đợi tới chỗ này. Sau khi vẽ đây là bắt đầu nè, là mở con nhấc con rùa lên, đi hẳn 100 bước. Rồi sau đó các bạn hạ con rùa xuống, các bạn vẽ hình tròn. Thì khi các bạn hạ xuống đây con rùa nó sẽ để lại dấu vết, để lại nét vẽ. Chính vì vậy khi các bạn muốn đi lui ngược lại thì các bạn bắt buộc các bạn phải dùng lệnh là BU. Rồi sau đó các bạn BK 100 thì nó mới không có thấy cái đường đó nữa. Mình sẽ bấm Enter. Đó các bạn sẽ thấy đây là có quá trình đầu tiên nè. Con rùa nó sẽ nhấc cái bút lên và nó đi thẳng 100 bước. Nó sẽ vì nó nhấc bút lên nên nó sẽ không tạo cái đường đi ở trên đây. Sau đó khi nó đi tới đây rồi, nó sẽ dùng lệnh bây giờ là hạ con rùa xuống. Và sau khi đó nó hạ xuống thì nó tạo ra được nét vẽ là các bạn dùng cái thủ tục tròn mà mình đã tạo ban đầu để vẽ cái tròn. Sau đó thì nó đã hạ xuống rồi, nó sẽ thấy nét vẽ. Chính vì vậy các bạn cần phải nhấc bút lên một lần nữa và các bạn đi lui ngược lại 100 bước là để trở về ngay vị trí đầu. Thì các bạn sẽ ra như thế này. Như vậy, nguyên cái quá trình này mình gọi một cái cây đi. Thì cái cây này nó sẽ lặp lại bao nhiêu lần thì các bạn sẽ đếm trong đây. Các bạn sẽ đếm trong đây, các bạn thấy có 30 cái hình tròn lặp lại. Đó. Thì mình sẽ quay bao nhiêu độ. Rồi, trước khi làm như vậy thì mình sẽ cho cái này vào cái thủ tục cây đi cho nó gọn gàng hơn. Thì mình sẽ bấm CS. Mình sẽ dùng lại cái chỗ này. Và mình bôi đen cái này. Mình lít chuột phải, mình chọn copy. Sau đó mình xóa cái này đi. Và mình dùng tạo một cái thủ tục gọi là edit cách khoảng mở ngoặc kép cây. Đó, mở ngoặc kép cách khoảng cây. Rồi. Bây giờ mình tạo một cái thủ tục gọi là cây này. Bây giờ mình bấm enter. Rồi mình bấm vô đây. Rồi mình enter chỗ này xuống để mình edit, mình paste chỗ này. Đó, rồi mình bấm file, save và exit để cho nó tạo cái thủ tục cây. Khi đó các bạn bấm vào chữ cây thôi, nó sẽ vẽ như thế này cho các bạn rất là nhanh. Đó. Rồi các bạn thấy đây là một cái cây rồi. Bây giờ các bạn để ý cái hình đây, nó tạo được một cái cây này. Thì bây giờ cái cây này nó sẽ quay qua phải bao nhiêu lần. Thì các bạn đếm coi trong đây nó có bao nhiêu cái hình tròn. Mình đếm là mình thấy nó có được khoảng 30 cái hình tròn. Thì ở cái chỗ này các bạn sẽ cho cái, mình sẽ CS đi. Mình sẽ cho cái cây này nè. Nó sẽ quay qua phải bao, nó lặp lại 30 lần. Thì các bạn bấm là 360 chia cho 30, có nghĩa là quay qua phải chừng này độ nè. Nếu như các bạn không biết nó quay qua bao nhiêu độ thì các bạn có thể lấy phép máy tính ra, các bạn chia coi nó là bao nhiêu độ. Thì thay vì mình chia như vậy, mình nhập như vậy nó sẽ chính xác hơn. Thì bây giờ mình ví dụ như mình chia là 360, nó thử coi nó ra bao nhiêu nha. Thì mình sẽ dùng cái máy tính này đi. Rồi mình sẽ bấm là 360 mà mình chia cho 30. Thì các bạn sẽ thấy nó quay qua một góc là 12 độ. Thì con rùa này nó vẽ cái cây đầu tiên xong, nó sẽ quay qua 12 độ. Nhưng mà vì nếu như vậy mình mỗi lần mình phải tính, thì mình lấy 360 mình chia cho 30 chỗ này luôn, nó nhanh hơn. Các bạn có thể bấm vào chỗ đây quay qua phải 12 độ như thế này cũng được. Nhưng mà các bạn làm như vậy các bạn sẽ dễ hiểu hơn và các bạn không cần phải tính. Đó, nó sẽ quay qua một cái góc như đây độ nè. Thì nó chia cho bao nhiêu thì các bạn cho này nó vào vòng lặp lại bao nhiêu lần. Thì mình sẽ repeat chỗ này là lặp lại 30 lần. Có nghĩa là cái chỗ này nó quay qua 12 độ và lặp lại 30 lần. Thì mình cho nó là quay qua 360 chia cho 30, lặp lại 30 lần. Thì chẳng qua là cái số lần lặp lại cái hình này chính là cái 360 mà các bạn chia cho cái chỗ này đây.
Đó, như vậy các bạn sẽ dễ nhớ hơn. Thì tới đây mình sẽ bấm Enter thử coi nó ra cái gì. Có phải các bạn thấy là nó vẽ một cái cây xong, sau đó nó quay qua 12 độ và nó lặp lại 30 lần, thì các bạn đã vẽ được một cái đầu tiên như thế này. Nhưng cái màu, cái đầu tiên này nó là màu đỏ, thì bây giờ mình sẽ cho nó thành màu đỏ. Thì bây giờ mình sẽ dùng lệnh như thế nào? Mình bấm CS đi. Mình sử dụng lại cái lệnh này. Và mình cho nó màu đỏ thì mình bấm ngoài trước đây. Đó, mình cho nó ngoài trước này thì mình đã học cái lệnh tạo màu cho cái hình rồi. Thì các bạn đã học cái lệnh gọi là set. Đây mình cắt ra một khoảng đi, mình bấm qua lại set band color. Set band color. Cái câu lệnh này các bạn đã học ở những cái bài học trước, các bạn quên, có thể xem lại. Và cú pháp của nó là mở ngoặc vuông rồi mình đóng ngoặc vuông. Thì ở trong đây mình sẽ điền ba cái con số. Nhưng trong trường hợp này nó là màu đỏ thì các bạn hãy xem lại coi màu đỏ nó là cái gì. Thì mình sẽ bấm vào set band color. Mình bấm thử cái màu đỏ nha. Như vậy cái màu đỏ này, cái cục này nó nằm tuốt ở bên đây. Thì chỗ này có nghĩa là 255, còn này là 00. Đó các bạn nhớ nha. 255 00. Các bạn có thể xem lại bài cũ cho các bạn dễ nhớ hơn. Thì ở đây mình sẽ bấm là vì nó cái hệ màu của nó là red vin lu, có nghĩa là các bạn nếu quên có thể xem lại, bởi vì mình có mối một cái bài này cũng cụ thể ở trong những cái bài trước đó. Ở đây mình sẽ 255 cách khoảng 0, cách khoảng 0 có nghĩa là red green blue, tương ứng với chỗ này nè các bạn, set band color. Đó, mình bấm thử màu đỏ coi, thì màu đỏ nó là nhiều nhất, maximum chỗ này là 255, còn này là 00. Đó, là như vậy là màu đỏ là 255 00, tương ứng với red green blue, các bạn nhớ nha. Rồi ở đây mình bấm enter thử. Thì các bạn thấy nó sẽ vẽ cho các bạn ra được một cái bông đỏ. Mình gọi là cái này gọi là cái bông đỏ đi. Rồi, như vậy thì làm sao vẽ được cái bông đỏ nhanh? Thì mình phải cho nó vào một cái hủ tục, đỡ phải viết câu lệnh rườm rà. Thì mình CS xóa đi. Mình sẽ bấm vào đây lại, để mình bôi đen cái này, mình copy. Mình bôi đen nó, mình đến chuột phải, mình chọn copy. Rồi mình xóa đi. Bây giờ mình tạo một cái hủ tục bông đỏ, thì các bạn cứ bấm Edit. Cách khoảng, mở ngoặc kép, bông đỏ. Rồi mình bấm Enter. Rồi mình đặt những con chỏ ở đây, mình enter xuống và mình bấm edit path để dán cái chỗ hồi nãy vô. Và mình bấm file, file shell and exit. Như vậy, lần sau các bạn chỉ cần bấm vào chữ bông đỏ, enter là nó sẽ vẽ cho các bạn nguyên một cái bông màu đỏ như thế này. Rồi. Bây giờ mình sẽ cái này nó màu, bông này nó màu đỏ, mình sẽ mình xóa đi. Như vậy nếu như các bạn muốn vẽ tiếp cái bông màu màu xanh thì mình sẽ sửa cái này lại. Mình hồi nãy mình có sao chép cái chỗ này rồi nè. Đó, mình hồi nãy mình có sao chép chỗ này nè, màu đen mình, chỗ này mình copy rồi đúng không? Nhưng mà cái này là của cái bông đỏ thì mình sẽ tạo một cái hữu tục cho cái bông xanh, gọi là edit cách khoảng bông xanh, mình bấm enter. Rồi mình bấm enter cái này xuống, mình bấm edit path. Thì các bạn thấy đây là cái của cái bông bông đỏ chứ không phải bông xanh. Nhưng mà bây giờ mình copy như vậy cho nhanh để mình sửa lại cái bông xanh. Thì các bạn hãy xem lại cái bông xanh là nào. Set pen color. Thì mình sẽ bấm vô cái màu xanh mình thử. Như vậy cái màu xanh các bạn để ý khi mà cái màu đỏ nó vậy nè. 255 00, mình bấm qua cái màu xanh. Thì nó là 255, 255 và 0. Đó tương ứng với red, green, blue là cái này hồi nãy mình nói các bạn đây. Như vậy màu xanh cấu tạo của ba cái số này là 255, 255 và 0. Rồi. Như vậy mình sẽ sửa này, y nguyên là 255, ở đây là 255. Và mình bấm cái số 0 này mình giữ nguyên đây và mình bấm file save and exit. Như vậy mình kiểm tra cái bông xanh lần nữa coi nó có đúng chưa. À, mình đã chọn sai cái chỗ nào rồi. Nó ra cái màu vàng là không đúng. Như vậy không sao, mình bấm CS đi. Mình edit, mình dùng lại cái vào lại cái hủ tục bông xanh này nè. Mình bấm enter để mình coi coi nó có sao nó lại ra sai. Thì mình bấm set pen color ở đây, red green red green blue. Ở đây mình bấm màu xanh. Rồi mình bấm ok hết rồi. Mình kiểm tra thì mình thấy nó hình như đúng mà đâu có sai đâu. Set band color red, green, blue là 255, 255 và 0. Rồi ở đây mình sẽ
255 255 mình file mình save exit lần nữa. Rồi mình bấm bông xanh lại lần nữa thử coi nó có ra đúng không. Sao nó vẫn màu vàng? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra lại một lần nữa để coi coi mình làm có đúng hay không đã. Mình sẽ vào lại cái edit bông xanh. Ở đây mình sẽ bấm nó trên đây cho nó nhanh. Mình hồi nãy mình chọn là 255 255.0 thì giờ mình vào set band color thì mình kiểm tra lại coi cái màu xanh. À, hồi nãy mình đã hiểu nhầm rồi đó các bạn. À, màu xanh chỗ này là 00255 mà mình lại nói là 255 2550. À, chính vì vậy các bạn hãy hết sức lưu ý chỗ này. Ở chỗ này hồi nãy nó là không mới đúng mà mình ghi giùm đây là 255 2550. Thì bây giờ mình sẽ sửa lại là 00255. À, đây, mình sẽ bấm chỗ này đi. Mình sẽ xóa. Đây là 0 nè. 0 255. Rồi các bạn bấm file save and exit. Thì mình sẽ bấm lại cái bông xanh thử. À, trước khi đó mình sẽ xóa này đi, sẽ add đi. Rồi mình bấm vào bông xanh. Mình bấm enter. Thì như các bạn thấy nó đã vẽ được cái bông xanh. Rồi, tương tự như vậy, mình sẽ add, mình xóa đi. Mình sẽ dùng lại cái lệnh hồi nãy. Mình bôi đen này. Mình bấm chuột phải, mình chọn copy để mình tạo tiếp cái bông bông vàng. Rồi mình xóa này đi. Mình tạo cái hút tục là edit mở ngoặc kép bông vàng, các bạn bấm enter. Rồi mình bấm chuột vô đây, bấm enter một cái. Rồi mình bấm edit path để cho nó dán vào. Thì mình sẽ kiểm tra lại cái màu vàng. Thì giống như hồi nãy thôi, mình đã nhầm lộn qua cái màu vàng á. Thì hồi nãy 255 255 0 là nó mới đúng màu vàng. Đó, giống như hồi nãy các bạn thấy nè. Khi bấm vô màu vàng là 255 255 0. Thì tương tự những cái màu khác các bạn cũng chọn vô như vậy nè. Nó sẽ ra cho các bạn biết cái nào là 0, cái nào là 255. Đây là những màu cơ bản ở trên logo. Thì màu vàng nó sẽ tương ứng là 255 255 và 0. Đây mình bấm hot ra đi. Thì chỗ này mình sẽ để nguyên vậy, mình xóa chút 0 đi, mình bấm 255. Rồi mình bấm file save and exit. Bây giờ mình sẽ bấm lại bông vàng có đúng không? Rồi. Như vậy là mình đã vẽ được bông đỏ, bông xanh và bông vàng. Đó, theo ý của mình rồi đó nha. Mình bấm CS đi. Các bạn có thể kiểm tra lại từng cái nè. Bông đỏ. Đó, thì nó sẽ ra bông đỏ thôi. Các bạn có thể bấm CS cũng được, hoặc bây giờ các bạn kiểm tra các bạn bấm bông xanh cho nó chồng lên nhau luôn cũng được, không sao hết, nó cũng chồng lên nó cũng mất thôi. Đó, bây giờ mình đang ở cái giai đoạn gọi là kiểm tra lại những cái hủ tục mà mình tạo riêng từng bông á, coi nó hoạt động có đúng không. Bây giờ bông vàng, khi các bạn kiểm tra các bạn thấy nó đúng như vậy rồi thì các bạn ghép lại nó mới đúng được. Như vậy là mình đã đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ ghép vào trong hình làm sao mà nó ra cho nó giống cái chỗ này, để nó sẽ giống như thế này. Thì các bạn làm sao đây? Nếu như các bạn nhìn kỹ, các bạn sẽ thấy cái hình này nó sẽ gồm có ba cái bông, bông đỏ, bông xanh và bông vàng gộp lại giống như mình nói. Và cấu tạo giữa ba cái hình này nó sẽ nằm trong một cái hình gọi là mình hình tam giác đều. Nếu như các bạn nhìn kỹ, các bạn sẽ thấy nó có cấu tạo, nó sẽ di chuyển theo cái kiểu mà tam giác đều đây. Có nghĩa là cái tâm của cái bông đỏ nó là ngay cái điểm đầu tiên của cái tam giác đều này. Còn cái tâm thứ hai của cái màu xanh là nó nằm ngay cái vị trí này. Và tâm cái thứ ba của cái màu vàng là vị trí này. Thì ba cái tâm này nó gộp lại, các bạn sẽ vẽ được cái tam giác đều ở chỗ này theo cái dạng như thế này. Thì khi các bạn nhận biết ra như vậy thì đầu tiên trước khi vẽ cái hình bông đỏ, các bạn hãy cho nó quay qua 30 độ. Lý do mình tại sao mình biết nó là 30 độ là vì đây là một cái đường thẳng hàng vuông góc. Các bạn thấy cái cạnh đầu tiên là cái cạnh của tam giác đều nè. Và cái từ đây nó lên đây nó sẽ là cái cạnh, cũng là một cái cạnh của tam giác đều. Thì cấu tạo của tam giác đều mỗi góc của nó là 60 độ. Khi đó các bạn muốn quay cái con rùa này nó theo thẳng hướng của cái cạnh này thì có phải các bạn lấy 90 độ trừ cho 60 độ là còn 30 không? Bởi vì cái cạnh này nó thẳng xuống đây, nó là vuông góc, mà bên đây cái cạnh này của tam giác đều nó là đã 60 độ rồi, thì suy ra cái con rùa chỗ này nó phải quay qua đây 30 độ rồi mới vẽ. Có nghĩa là vào logo nó sẽ như thế này đây các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho cái con rùa chỗ này nè, nó quay qua đây 30 độ để theo hướng của cái tam giác đều trước đã, rồi mình mới vẽ cái hình màu cái bông đỏ đầu tiên, tức là như vậy đây. Mình sẽ quay con rùa qua RT 30 độ, mình bấm
từng bước cho các bạn thêm nha. Đó, nó sẽ quay qua như thế này. Thì bây giờ nó mới vẽ cái bông đỏ. Đó. Các bạn thấy không? Nó sẽ quay qua như thế này, nó mới vẽ được cái bông đỏ. Thì khi đó nó vẽ xong, các bạn thấy cái hướng này nó sẽ hướng thẳng theo đúng cái hình của cái tam giác đều. Thì khi đó cái chỗ này con rùa này nó phải đi thẳng bao nhiêu bước? Nếu như các bạn đi thẳng 100 bước thì nó sẽ trùng lại cái băng đầu tiên. Đó. Bây giờ mình sẽ đi thêm 100 bước nữa thì nó mới lên tới được cái vị trí giống như ban đầu. À, không phải giống như ban đầu mà nó thoát khỏi cái vị trí này, khi đó các bạn vẽ nó mới bị không trùng nhau. Còn ví dụ như mình CS đi. Mình RT 30 lại nha. Rồi mình bông đỏ. Tới đây nếu mà các bạn bấm F giờ 100. Đó, 100 thôi. Rồi, nó sẽ như thế này nè. Đó, tới đây mà các bạn vẽ bông xanh thì nó vẫn vẽ được, nhưng mà nó sẽ không có ra giống như cái hình mà mình mong muốn, bởi vì nó chưa đạt đủ cái độ dài của cái đường đi của cái con rùa này. Bây giờ mình sẽ xóa đi, mình sẽ như vậy. Đầu tiên mình sẽ làm lại từ đầu, đó là cho con rùa nó quay qua qua phải 30 độ trước. Sau đó các bạn sẽ vẽ cái bông đỏ. Đó. Rồi. Từng bước nha các bạn. Mình sợ làm gộp lại một lần các bạn không hiểu nên mình phải làm từng bước như vậy. Rồi, nó đã thẳng một cái hướng này, lý do là mình cho nó quay 30 độ trước đó rồi mà. Bây giờ mình sẽ cho nó đi hẳn 200 bước. Sau đó các bạn vẽ cái bông xanh. Thì các bạn nhìn lại nó sẽ giống như trong sách rồi đó. Đây là lý do tại sao mình vẽ cái tạo cái hủ tục bông đỏ, bông xanh và bông vàng riêng là như thế. Các bạn thấy không? Từ đây nó đi thẳng 200 bước nó vẽ cái bông xanh. Thì như vậy mình sẽ quay qua cái hình. Khi nó đi thẳng 200 bước và các bạn thấy cái hướng này nó đang thẳng như thế này. Như vậy thì làm sao nó quay lại cái hướng đúng cái cạnh của tam giác đều. Bên đây cái cạnh của tam giác chỗ này, này tam giác đều là 60 độ. Mà một cái đường thẳng như vậy, một cái đường thẳng như vậy là tới 180 độ. Các bạn đừng lộn với cái đường thẳng chỗ này 90 độ nha các bạn. Đường thẳng này 90 độ lý do là mình đang so sánh với cái cạnh nằm ngang của tam giác đều là cái cạnh này. Còn các bạn hình dung ra một cái đường thẳng nó đang đi như thế này mà cái cạnh tam giác đều nó nằm ở bên đây. Đó, nó sẽ quay về hướng bên đây. Mà cái góc tam giác đều là 60 độ rồi. Trong khi đó một cái đường thẳng như vậy là 180 độ. Thì các bạn phải quay đầu là 120 độ. Thì như vậy mình sẽ quay đầu là RT 120 độ. Sau đó các bạn lại đi thẳng tiếp 200 bước là F giờ 200. Và bây giờ tới chỗ này các bạn mới vẽ cái hình bông vàng nè. Thì các bạn thấy nó mới giống như trong sách được. Đó, các bạn nhìn lại các bạn sẽ thấy nó giống như trong sách giáo khoa của mình. Đây, mình sẽ quay qua sách nè. Nó mới giống như các bạn. Thì các bạn chỉ cần hiểu được đầu tiên quay qua 30 độ, sau đó đi thẳng 200 bước, sau đó quay qua phải 120 độ. Lý do là tại vì cái góc này 60, chỗ này là 120. Đó, còn chỗ này nó quay qua 30 bởi vì đây là góc vuông tương ứng với cái cạnh này. Đó, các bạn nhớ lưu ý chỗ đó. Thì bây giờ mình sẽ gộp hết cái chỗ này lại là một lệnh, nó sẽ như thế này đây. CS đầu tiên quay qua phải 30 độ. Sau đó các bạn sẽ vẽ bông đỏ. Sau đó các bạn cách khoảng ra, các bạn sẽ đi hẳn 200 bước. Và tới đây các bạn sẽ vẽ bông xanh. Sau đó các bạn quay qua phải 120 độ. RT cách khoảng 120 độ. Sau đó các bạn sẽ vẽ bông vàng. Rồi, tới đây mà là các bạn bấm Enter thử coi nó có vẽ đúng như mình mong muốn không nha. Như các bạn thấy nó đã vẽ giống như mình mong muốn rồi đó. Rồi, nó lại vấn đề gặp một cái trục trặc. Thì cái trục trặc đó là như thế nào? Mình sẽ giải quyết. Như vậy có nghĩa là cái lệnh này mình đã sai một chỗ nào đó rồi. Thì cái chuyện này rất là bình thường thôi các bạn, không có gì phức tạp hết. Mình sẽ kiểm tra lại. CS ở đây. Mình sẽ dùng lại cái lệnh này và mình phân tích tiếp. Đầu tiên mình quay qua phải 30 độ. Sau đó mình vẽ cái bông đỏ. Sau đó mình đi hẳn 200 bước. Và mình vẽ cái bông xanh. Sau đó mình sẽ quay qua phải 120 độ. Nhưng tới đây mình đã hiếu một cái lệnh gọi là đi hẳn 200 bước rồi mới vẽ bông vàng.
Chính vì vậy các bạn thấy cái hình vàng này, nó cái bông vàng này nó lại trùng lên cái bông xanh. Lý do là mình chưa đi hẳn 200 bước thì nguyên nhân chắc chắn là phải chỗ này thôi chứ không còn chỗ nào nữa. Thì mình sẽ thêm ép giờ 200 ở đây, rồi mình cách khoảng cái mình bấm ra đây, mình bấm enter để mình xem lại coi nó vẽ có đúng hay không. Thì như các bạn thấy nó đã vẽ đúng y như ý của mình mong muốn, và nó đã giống như trong sách giáo khoa. Hình bông đỏ nó nằm ở dưới cùng, bông xanh nó nằm trên bông đỏ, và bông vàng vẽ sau cùng, và bông vàng nó lại nằm trên bông xanh, giống như hình mà các bạn thấy ở trong sách. Ở chỗ này các bạn cũng có lưu ý chỗ này nè. Nếu ví chỗ này thường các bạn hay bị lỗi không biết chỉnh sửa như thế nào, thì đây là những cái nút phóng to thu nhỏ của cái phần mềm logo này, mình bấm này xuống đi. Đó các bạn, phóng to là cái màn hình vẽ nè. Nếu như các bạn muốn nhìn hết cái hình này nó trọn vẹn, các bạn thu cái này xuống. Thì khi các bạn thu này xuống thì các bạn bấm lên đây. Đó, các bạn bấm lên đây nó phóng to bự lên như thế này, nó bị che màn hình, thì các bạn bấm vô chỗ này. Đó. Đó, hoặc là bạn mình làm lại nha, bấm đây. Và bạn bấm đây. Các bạn thu này xuống. Hoặc là các bạn bấm vô chỗ này thì nó hiện lên y như vậy. Nếu như các bạn thu này xuống để cho dễ nhìn, đó nha. Còn khi các bạn nhập lại lệnh thì các bạn bấm vô đây. Còn khi các bạn bấm như thế này thì nó phóng to ra. Nhiều bạn là bị phóng to ra không thấy cái màn hình của logo ở đâu hết, nên là bị tưởng là phần mềm nó bị lỗi, gì thực sự không phải bị lỗi các bạn, mà nó do là các bạn bấm phóng to cái chỗ mà nhập cái câu lệnh đó, nó bích luôn cái chỗ mà các bạn hiển thị cái hình. Thì các bạn hãy bấm vào cái nút này nè, nó thu nhỏ lại, nó chỉ có 3 nút thôi, các bạn hãy thao tác cho nó quen. Cái này nó thu xuống đây cho mình dễ nhìn, và mình muốn làm ngược lại thì mình bấm ngay cái nút ngay cái chỗ này nè, kế bên cái logo đó, đó ngay cái có hai cái hình vuông này nè. Còn mình muốn phóng to bự lên thì mình làm như thế này, mình thu lại. Còn đây là cái nút phóng to của cái logo đó, của cái màn hình hiển thị logo, mình bấm đây rồi mình phóng to ở đây. Thì đó là cái cách các bạn vẽ lại cái hình này. Nhưng nếu như mình nhìn kỹ lại trong sách á, thì thật sự tới đây mình cũng chưa có vừa ý lắm nữa. Mình nhìn kỹ đây thì mình thấy đây dường như nó có cái gì chỗ này nè, nhưng thật sự mình cũng nói thật với các bạn là mình cũng không biết cái chỗ này là cái gì, và mình cũng không biết ý đồ của cái tác giả của đưa ra cái hình như thế này là mục đích là ở đây mà vẽ bằng là cái gì đây, và dùng cái câu lệnh gì tới chỗ này. Nên mình không biết hướng dẫn cho các bạn làm sao để vẽ thêm được cái khoảng đó nữa. Thì cái khả năng của mình chỉ biết tới đây thôi, mình hướng dẫn cho các bạn tới đây. Nếu như các bạn biết được cái câu lệnh của cái bài này chính xác của nó là như thế nào, các bạn hãy nhắn lên đây cho mình biết, để mình sẽ kiểm tra lại cái câu lệnh đó và mình sẽ phân tích nó ra lại, mình hướng dẫn cho các bạn. Còn ở trong trường hợp này thì thật sự mình cũng không biết là những cái đường này nó tạo ra bằng cách như thế nào, và dùng những cái câu lệnh gì có sẵn của logo mà các bạn đã học được. Ở đây là mình lưu ý là phải dùng những cái gì mà các bạn đã học được, bởi vì có những trường hợp mình thấy có nhiều người hướng dẫn nhưng không bám sát theo cái chương trình mà các bạn học, có nghĩa là hướng dẫn những cái mà các bạn chưa được học mà lại hướng dẫn, thì làm sao mà các bạn hiểu được. Trong khi đó thì mình chỉ hướng dẫn những cái gì mà trong sách giáo khoa đã hướng dẫn đã dạy cho các bạn á, trong sách đó, người ta hướng dẫn cho bạn, thì mình dựa vào đó mình hướng dẫn cho các bạn thôi. Còn những cái câu lệnh mình biết có những cái câu lệnh riêng, nó không có liên quan gì tới chương trình hết, nhưng hướng dẫn như vậy nó sẽ không có giúp ích gì cho các bạn, bởi vì các bạn sẽ không có hiểu được, và các bạn cũng không có thể áp dụng trong cái việc học hành hay thi cử của các bạn. Chính vì vậy mình còn nhận thấy là mình còn thiếu sót ở chỗ này khi vẽ cái hình này hướng dẫn cho các bạn. Nhưng vì có một bạn hỏi mình nên mình cũng sẽ cố gắng mình tìm cách để mình vẽ cho các bạn. Nhưng mình chỉ tìm hiểu được tới đây thôi, là mình thấy những cái câu lệnh này các bạn đã học và các bạn áp dụng để vẽ được cái hình này. Nhưng còn cái phần chỗ này mình cũng nói lại cho các bạn là nếu như các bạn thấy ở chỗ nào mà có cái đáp án của cái hình trong sách lớp 5 mà nó vẽ ra được giống y như cái này, các bạn hãy chụp lại cho mình xem với, hoặc là nhắn cho mình trên YouTube cũng được, hoặc là nhắn Facebook cho mình, cách nào cũng được hết, để mình xem coi người ta dùng cái câu lệnh gì mà tạo ra được những cái đường ở chỗ ở bên trong này nè, cũng màu đỏ nó có cái bên trong nữa, và màu xanh nó cũng có, và màu vàng nó cũng có, nhưng mà mình vẽ tới đây mà mình không biết trong đó là tạo ra như thế nào. Thì các bạn thấy, các bạn hãy gửi cho mình sẽ cố gắng phân tích và mình làm video để giải thích hướng dẫn cho các bạn, để các bạn hiểu chi tiết và cặn kẽ hơn. Thì cái bài này có thể gọi là cái bài cuối cùng của chủ đề logo mà các bạn đã học. Thì mong rằng các bạn sẽ học thật tốt phần mềm logo này
Mình cũng nhận được nhiều phản hồi của các bạn về phần mềm logo. Các bạn đã làm được rất nhiều điểm 10. Thật sự khi nghe những cái tin nhắn đó của các bạn, mình cảm thấy rất là ấm lòng, bởi vì mình cảm thấy mình đã hướng dẫn những cái có giá trị cho các bạn, thì mình thật sự là rất vui khi nghe các bạn phản hồi như vậy. Thì một lần nữa mình chúc các bạn học thật tốt môn logo. Còn ở trong cái video này, nếu như có chỗ nào các bạn không hiểu hoặc là các bạn không làm được thì các bạn hãy để lại trong phần bình luận ở bên dưới video. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Các bạn nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký ở bên dưới video để thường xuyên nhận được những video mới nhất của mình. Ngoài ra, khi nào mà các bạn có thời gian rảnh, các bạn hãy ghé thăm website của mình là lekimquoc.com. Thì ở trên đây mình đã tập trung toàn bộ hết tất cả những video hướng dẫn về tin học mà mình biết được để giúp cho các bạn học tin học được dễ dàng hơn. Thì một lần nữa mình rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem những video ở trên kênh YouTube cũng như là trên website của mình.